Chào con, hi. Ha. Okay. Hey, so how are you today? Yeah, I'm fine. Buồn quá Khánh ạ. Gì vậy? Cãi nhau giống ba mẹ con hả? Biết sao? Nhà cô. Cô đóng cửa như này. Khánh đã học từ mới cô giao chưa? Từ mới Đúng không? Cô hỏi con nhá, bữa sáng thì anh là gì? Bữa sáng. Là gì nhỉ? Là breakfast. là breakfast breakfast. breakfast Rồi. Tiếp theo thì bữa trưa tiếng Anh là gì nhỉ? là Là lunch. Em cho cô nào. Lunch. lunch. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn bữa tối thì sao con? Buổi tối level Là dinner. Đọc lại nhá. dinner Ok, được rồi, rất là hay. dinner Đúng rồi, thế buổi sáng đấy là gì? Buổi sáng. morning Rất tốt. Buổi chiều. Afternoon. after noon Rồi, thế buổi tối thì sao con? là Evening. evening Đúng rồi, rất giỏi. Ok. Rồi, nào bây giờ tôi sẽ chia sẻ màn hình bài tiếp theo con nhé. Ok, hôm nay thì mình sẽ học về một cái bài có tên là Train, Boots and Train. Ok. Nào, chúng ta sẽ có từ đầu tiên là từ train. Train có nghĩa là gì ạ con? Nghĩa là gì? Tàu, Đúng rồi, rất giỏi. xe Đó. Còn boat, boat là gì con? Boat. thuyền, Đúng rồi, rất giỏi. Thuyền. Còn plane thì sao? Plane. bye. Đúng rồi, rất tốt. Rất tốt, giỏi lắm. Nào, con học khá chắc điểm dưới đấy. Ok, được rồi, rất là tốt. Nào, bây giờ mình đọc lại ba từ này. Đọc cho cô nào. Train. Okay. Boat. How? Boat. Foot. Planes. Where? Ok, rất tốt. Nào, tiếp nha. Nào, chúng ta sẽ review các vocabulary. Thực ra là phần này là phần là đã học rồi đấy con ạ, con nhớ không? Phần này là phần học rồi, đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ chỉ ôn tập lại thôi, được chưa? Nào, đọc cho cô. Vehicle. 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 Rồi, có nghĩa là gì con? Có nghĩa là xe cộ. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo, lorry. 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 Có nghĩa là gì con? Lorry. Xe tải. Đúng rồi, tiếp theo, truck. 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 Cũng là gì nhỉ? Xe tải. Đúng rồi, rất giỏi. Nào, tiếp theo, các từ sau. Đọc cho cô nào. Motorbike. 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 Là gì con? Là xe máy. Đúng rồi, xe máy, xe mô tô. Để cho tiếp theo, plane. 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 Là gì con? Máy bay. Rồi, và tiếp theo, helicopter. 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 Là gì con? Helicopter. Là gì ạ con? Là máy bay trực thăng. Đúng rồi, rất giỏi, siêu lắm, nhớ lắm. Ok, đó, cái gì thích học thì sẽ nhớ đúng không? Ok, tiếp theo, đọc cho cô nhá. Train. 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 Là tàu rồi đúng không? Tiếp theo, boat. 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 Boat.
Con. Đúng rồi, là cái gì nhỉ? Hả? Là gì con nhỉ? Là thuyền. Đúng rồi, tiếp theo ship. 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 Là gì nhỉ? Ship. Thuyền lớn. Đúng rồi. Đúng rồi, thuyền lớn. Được chưa? Ở Bắc cô thì gọi cái này là tàu, con tàu thủy, được chưa? Okay, so answer my question. Bây giờ Khánh đã trả lời câu hỏi của cô nhá. How do you go to school today? How do you go to school today? How do you go to school today? Có nghĩa là gì nhỉ? Hôm nay con đến trường bằng cái gì? Hôm nay con đến trường bằng cái gì? Thì con đến trường bằng gì toán? Con đang nghĩ con đến trường. Thế bình thường trong năm học thì con đến trường bằng gì? Dầu. Con đi bộ hả? Dạ. Ok. Nào chúng ta sẽ có từ đi bộ, đó chính là walk. Walk. Nó sẽ bằng với một cái từ nữa là go on foot, đi bằng chân á, thì có nghĩa là đi bộ. Có nghĩa là đi bộ. Vậy thì con có thể nói là I walk to school. Có nghĩa là tôi đi I walk to school. Đúng rồi, hoặc là I go to school. To school. Bạn on gì nhỉ? On gì con nhỉ? On foot. Đúng chưa? Foot. Đều là tôi đi bộ đến trường, đúng chưa? Ok, con ghi hai từ này vào cho cô. Con ghi cái cô ghi vào cỡ đi cho mà nhớ nhá. Không rồi con. Ok, con đọc lại cho cô nghe nhá. Walk. Yeah. Walk. 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 Go on foot. Go on foot. I walk to school. Walk to school. I go to school on foot. I go to school on foot. That's right. Ok. So do you come on the bus? Con có đi xe buýt chưa? Yeah. Okay, very good. Được rồi, đi con nhá. Thế nhà Khánh có gần trường không? Yeah.
Yes, okay, very good. Now, bây giờ nhá, chúng ta sẽ làm một cái trò chơi này. Để chơi trò chơi này có nghĩa là con sẽ nhìn vào bức tranh và tạo ra 10 từ như chữ cái. Được chưa? Cô ví dụ nhá. Ờ, học với hai từ. Giao thông thì con sẽ kết hợp với hai từ nào? Hai cái nào? Bò để bò. Yes, đúng rồi, rất giỏi. Được chưa? Tương tự như thế, cái dòng số 2 con có thể suy nghĩ ra là gì không? Cái gì mà nó đi trên biển đấy nhỉ? Wow. À, ok. Có thể là bike, đúng không? Được chưa? Tương tự như thế, con có thể đặt cho cô các câu còn lại không? Yeah. Ok, con làm đi. Cái từ mà có chữ cái bờ đầu tiên là cái con thuyền đi con. Con điền vào nhá. Bờ OAT đúng không? Đánh nghe vào đi. Nhưng mà con không ghi được. À, con không ghi. Ok, thì con cứ ghi ra vở đi rồi tí nữa con đọc đáp án cho cô được không? Dạ. Ok, giỏi lắm. Làm đi con. Rồi con. Ok rồi cô chữa cho con nhá. Nào, từ tiếp theo thì là từ gì nhỉ? Từ bò. Ngồi boat. Rất tốt. Tiếp theo bắt đầu bằng chữ P. P ấy. Đây là gì nhỉ?
Tê hả con? Đúng rồi, giỏi. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo, từ bắt đầu một chữ T. Tê. Tre. Đúng rồi, rất tre cũng được mà truck cũng được. Được. Đều được. Rất giỏi. Nó giống nhau, Khánh làm đúng mà. Nó giống nhau đây con ạ. Điền cái gì trước cũng được, cái gì sau cũng được, bởi vì số từ của hai từ này bằng nhau, số chữ cái của hai từ này bằng nhau. Rất tốt. Tiếp theo bắt đầu một chữ L thì sao con? L là gì nhỉ? Là lorry, đúng không? Lorry. Đúng rồi, đồng đồng nghĩa với từ truck đúng không? Đồng nghĩa đúng không con? Đúng rồi, rất giỏi. Tiếp theo bắt đầu một chữ F thì sao? S. Ship. Đúng chưa con? Ship. Đúng rồi, bắt đầu một chữ M. Motorbike. Đúng rồi, rất giỏi. Bắt đầu một chữ H thì sao? Helicopter. Rất tốt, rất thông minh. Ok. Ok, được rồi, tiếp theo nhá. Mình sẽ đến với bài tập này, được chưa? Look up the pictures, read the question and write answers. Trong bài tập này con phải làm gì? Trong bài tập này con sẽ phải đọc câu hỏi, nhìn vào bức tranh, sau đó là trả lời. Cô ví dụ nhá. Ở bức tranh số 1 này, how many children are there? Thì con nhìn thấy bao nhiêu bạn nhỏ trong bức tranh này? How many? Two. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo nhá. Thì what are the children riding? Những bạn nhỏ này đang lái xe gì đấy? Bike. Rất tốt. Ok, rất tốt. Thì câu số 1 này, con làm luôn câu số 1 cho cô nhá. How many birds can you see? Con nhìn thấy được bao nhiêu con chim? Bao nhiêu con dưới ấy? Bao nhiêu con chim nhỉ? Ở dưới hả con? Ở dưới. Two. Rất giỏi. Tương tự như thế con có thể làm cho cô câu 2, 3, 4 và 5 được không? Câu hỏi nào khó thì cứ hỏi cô nhá, để cô dịch cho nha. Dạ. Ok. Dạ con. Ok nào, Khánh đọc cho cô nào. Câu số 2 Khánh điền là gì? Là sea. Sir, at the sea, at the beach. Yeah, at the beach nó chính xác hơn. Cô hiểu Khánh mà at the sea cũng như là ở trên biển đúng không? Đúng không? Còn như ở đây là không thể hơn là ở bãi biển, at the beach nhá. Đấy chưa? Cô vẫn đồng ý đáp án của mình. Thế nào? Câu số 3. What is the woman driving? Cô phụ nữ đang lái cái gì đấy con? Car. Rồi, chính xác, rất tốt. Câu
Câu số 4. Who is the boy painting? Cậu bé đang vẽ gì đấy? Đang vẽ, vẽ cái con gì nhỉ? Con gì nhỉ? Con. Ở bức tranh số 3 ấy, cậu đang cầm một cái chổi sơn ấy, cậu đang quét những cái gì đấy nhỉ? Con mình con thuyền đúng không? Dạ. Con thuyền này là gì nhỉ? Là bắt đầu đi bờ. Đọc là gì? Bò. Đúng rồi. The boat. Tiếp theo câu số 5. Đúng rồi. What is the girl doing? Cô gái đang làm gì? Cô gái đang ở bức tranh số mấy cô? Ở bức tranh cuối cùng là bức tranh số 3 ấy. Là gì nhỉ? Đang ở dưới biển đúng không? Dạ. Đang bơi tiếng Anh là gì nhỉ? Đúng chưa con? Dạ. Swimming đúng chưa con? Dạ. Ok, rất tốt. Nào bây giờ Khánh thoát ra và